Hello, xin chào quý khách quay lại với cửa hàng mặt kính tại quầy. Hôm nay là Liêm lên một con kính kính mát Gucci ha. Và cái kính mát này thì nó tăng sáng đi đêm, trồng vàng nè. Nhưng mà bên Liêm đặc biệt thì nó có cái trồng này nó chống được tia xanh nha. Mình trồng này nó sẽ chống được tia xanh. Mọi người thấy không? Chống được tia xanh nè. Đây, để vô nè. Những cái lớp xanh nó bị mất nè, mọi người thấy không? Trong này chống được tia xanh. Và trong này nó đặc biệt hơn nữa là bên Liêm nó có thể đổi màu buổi sáng nha. Cái kính vàng đó, rồi thấy không, cái lớp váng này để Liêm che lại nha. Và Liêm chiếu cái tia UV vô để mọi người thấy được cái nó lên màu. Mọi người thấy được anh chùm tia UV nè, khi mình tiếp xúc nè nó sẽ lên màu ra đây. Cho mọi người thấy nó lên màu ha, rất là ok và đẹp. Đây, cái chồng này rất là hay và độc quyền ha. Bây giờ hiện tại trên thị trường thì những cái chồng kính mà nó chỉ tăng sáng ban đêm á, thì nó không có đổi màu nha, không có đổi màu, không có chống tia xanh nhiều. Bên Liêm thì nó cái chồng kính này vừa đổi màu vừa chống tia xanh nha. Ban ngày thì mình có thể mình đi rất là mát mắt. Buổi tối thì nó sẽ màu vàng, màu vàng nó để tăng sáng buổi tối á, và nó chống được những cái tia xanh có hại luôn, để bảo vệ mắt rất là tốt nha. Đây, để Liêm tắt đi. Đây. Mọi người thấy không, sự khác biệt không, rất là ok. Ráp vào cái gọng kính của Gucci rất là đẹp nha. Này rất là phù hợp cho các anh nam nè. Mình đi ngày đêm đều đều tốt ha. Cái lớp váng này rất là đặc biệt ha, vắt tím này rất là đặc biệt. Thì cái kính này nó đã đủ chức năng sử dụng cho mình ngày và đêm rồi nha. Mình cái kính này mình đi Tết ha, rất là ok. Nhất là các anh mà muốn buổi tối mà chạy để tăng sáng lên thì cái kính này, cái trong kính này rất là ok. Rất là phù hợp. Buổi sáng thì nó sẽ đổi màu đậm ha, để mình mát mắt. Đeo ngày đêm đều được. Rồi, vậy thì coi như Liêm giới thiệu xong về cái gọng, cái trồng kính đầy đủ rồi nha. Cái gọng Gucci đó mày coi. Rất là ok ha. Rồi, Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.